Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Giết người vì kỳ thị chủng tộc. Bài viết do ký giả Nguyễn Đăng Thịnh biên soạn quan chương trình bày. Thưa quý vị, anh James Alex Fields Jr., năm nay 20 tuổi, một người Mỹ da trắng đang bị truy tố về tội giết cô Heather Heyer, 32 tuổi, cũng là người Mỹ da trắng. Bố của cô Heather, đó là ông Mark, giải thích vì cô bị anh Fields, người cùng một màu da, cùng một chủng tộc, giết chết. Cô gái của tôi hăng say với những điều nó tin tưởng, và tôi nhìn nhận là tôi không can đảm được như nó. Nó thường binh vực những người yếu thế. Qua ba chữ người yếu thế thì ông Mark đã mô tả những người Mỹ da đen, da vàng, da nâu và cô Heather chống kỳ thị chủng tộc. Án mạng xảy ra trong một cuộc xô xát giữa những người theo chủ thuyết thượng tôn người da trắng và những người chống lại chủ thuyết này ở tại thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia vào hôm thứ Bảy 12 tháng 8 2017. Và cuộc xô xát được coi như đẫm máu nhất trong những cuộc xô xát thường xảy ra kể từ vài chục năm nay giữa người Mỹ da trắng và người Mỹ da màu. Phe thượng tôn người da trắng dự trù tổ chức một cuộc biểu tình chống quyết định của thị xã Charlottesville đập bỏ bức tượng ông Robert E. Lee, là một vị tướng lãnh trong cuộc nội chiến của Hoa Kỳ. Một cuộc biểu tình chống việc hủy bỏ bức tượng nhanh chóng trở thành biểu tình đòi quyền thượng tôn người da trắng, rồi trở thành một cuộc bạo động khi mà khán giả chống kỳ thị sắc tộc đã lên tiếng để chống nhóm quyền lực da trắng. Xô xát quan trọng đến mức thống đốc của Virginia, ông Terry McAuliffe, phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh cho vệ binh quốc gia giúp cảnh sát trong nỗ lực tái lập trật tự. Cuộc ẩu đả tuy hung tợn nhưng cũng chỉ gây thương tích nhẹ bởi vì những người đánh nhau chỉ đánh tay không hoặc là đánh bằng gậy gộc. Cho đến lúc anh James Alex Field Jr. 20 tuổi lái một chiếc xe Dodge Challenger chạy thật lẹ rồi lủi vào một đám người chống nhóm quyền lực da trắng. Sáng hôm sau, Chủ nhật 13 tháng 8, tại nhà thờ Charlottesville, Thống đốc Terry McAuliffe chỉ trích nhóm quyền lực da trắng là mỗi ngày, ngày hôm nay giống như là ngày hôm qua, từ lúc bước chân xuống giường cho tới tối mịt, lúc trở lại giường ngủ thì họ cũng tìm cách để chia đôi đất nước của chúng ta và tìm cách gây tổn hại cho người khác màu da. Tôi muốn nói thẳng với họ là họ nên ra khỏi lãnh thổ của Hoa Kỳ bởi vì họ không phải là người Mỹ. Quan điểm của ông cho là bản chất người Mỹ không kỳ thị và những người kỳ thị thì không phải là người Mỹ. Thưa quý vị, ngoài việc bắt chước đám khủng bố Trung Đông lái xe và lủi vào đám đông giết cô Heyer và gây thương tích cho 19 người khác, thì anh Field còn gián tiếp chia trách nhiệm trong vụ hai cảnh sát viên tử nạn trong lúc bay trực thăng theo dõi cuộc xô xát đang diễn ra bên dưới mặt đường. Hai viên chức tử nạn đó là Trung úy Cullen và phi công Bates. Phó thống đốc Ralph Northam nói với tín đồ Malaysian First America Baptist Church, tức là cộng đồng người Virginia của chúng ta, không chấp nhận kỳ thị chủng tộc, cũng không chấp nhận quyền lực của bọn người tự xưng là quyền lực da trắng. Vì vậy, tôi đã đến tận nơi và với tư cách là một phó thống đốc để bảo vệ luật pháp và với tư cách bác sĩ để chữa trị vết thương kỳ thị. Cử tọa đứng lên vỗ tay hoan hô ông, mặc dù cách điều trị vết thương kỳ thị có thể không cần đến một bác sĩ. Trong lúc hai ông thống đốc và phó thống đốc Virginia chỉ trích anh Phil, thì bà Samantha Bloom là mẹ của anh bảo với lại phóng viên của hãng thông tấn AP rằng: "Con của tôi theo chủ thuyết quyền lực da trắng à? Nó chỉ là một đứa con nít mới lớn. Tôi không thấy nó có quyền lực da trắng thế nào cả." Trong cuộc phỏng vấn quay phim thì bà Bloom nói tiếp: "Tôi nghĩ nó ngưỡng mộ ông Trump, mà ông Trump thì lại không hề thượng tôn bất cứ một điều gì cả." Khổ thân ông Tổng thống, chuyện xảy ra cách Bạch Cung vài trăm cây số, ông lại chưa hề biết mặt, biết tên của tên khủng bố. Vậy mà thiên hạ cứ lôi ông vào mà phiền trách là ông không dám chỉ trích đích danh bọn khủng bố quyền lực da trắng. Ông lên mạng Twitter, lên án những kẻ gây rối và nguyên văn của bản điện thư mà ông viết trên Twitter như sau: "Toàn thể chúng ta cần phải đồng thanh lên án mọi sản phẩm của thù ghét. Là tổ quốc Hoa Kỳ không có chỗ cho loại thù ghét đó. Triệu người như một hãy đứng lên." Chỉ 42 phút sau khi Tổng thống gửi message đi, thì anh David Duke, trùm quyền lực da trắng, đã lên tiếng trả lời ông. Tổng thống viết một lần, anh này viết 3 lần trong vòng 4 phút trong một buổi trưa ngày 12 tháng 8, 2017. Lá điện thư thứ nhất
Như vậy là sau nhiều thập niên, người Mỹ da trắng bị nhắm là mục tiêu cho sự kỳ thị và chống da trắng. Chúng tôi đến với nhau, đoàn kết với nhau, trăm người như một và bị ông tấn công chúng tôi. Lá lịch thư hai đã viết như sau. Tôi đề nghị ông nhìn kỹ chân dung của ông trong gương và nhớ lại là chính những người Mỹ trắng của chúng tôi đưa ông lên vị trí tổng thống. Lá điện thư thứ ba viết, người Mỹ trắng chúng tôi khiếp sợ đến mức không dám nói ra là chúng tôi đã để đất nước của chúng tôi bị xâm lăng và con cái của chúng tôi đã bị bọn cộng sản tuyên truyền. Kính thưa quý vị, Tổng thống không chỉ bị anh trùm KKK chất vấn, ông còn bị những người chống quyền lực da trắng hạch hỏi nguyên nhân khiến cho ông không gọi đích danh bọn quyền lực da trắng ra để lên án, mà chỉ viết chung chung lên án mọi sản phẩm của thù ghét, trong lúc nhiều chính khách Cộng hòa cũng như dân chủ đã chỉ trích đích danh bọn quyền lực da trắng. Ai bảo ngồi trong Bạch Cung là mát lắm đâu. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Giết người vì kỳ thị chủng tộc. Bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.